Chào mừng mọi người đến với Hon Hỷ Chu TV. Cảm ơn mọi người đã view, subscribe và like. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để kênh phát triển. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trường UNC Charlotte. Mục tiêu chính của clip này là thư viện của trường, tên là J. Murray Askins. Trường là màu trắng và xanh lá cây. Vì vậy, những tấm thảm trong thư viện là mọi người ghi nhớ đến biểu tượng, không khí hoặc kỷ niệm với trường. Thư viện có diện tích 26.477 m². Thư viện có 10 tầng, nhưng diện tích tầng 4 đến tầng 10 nhỏ, nên sinh viên tập trung chính ở tầng 1, 2, 3 và tầng hầm. Thư viện mở cửa 24 tiếng dành cho sinh viên. Thư viện không những dành cho sinh viên mà còn là nơi người dân ở ngoài trường sử dụng từ 7 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ đêm. Thư viện có 57 phòng học cùng với thiết bị điện tử để hỗ trợ cho việc học nhóm, thảo luận, thuyết trình và hội thảo. Có những khu vực im lặng tuyệt đối, giảm tiếng động ồn ào hay nói chuyện để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung cao độ của sinh viên. Thư viện cũng là nơi duyệt lại những bài viết cho sinh viên trước khi nộp bài và hướng dẫn sinh viên tốt hơn về khả năng giao tiếp và thuyết trình trước lớp và công chúng. Sinh viên chỉ cần dùng thông tin cá nhân được cấp bởi nhà trường là có thể đăng nhập và dùng máy tính, in ấn, scan và các thiết bị khác hoàn toàn miễn phí. Thư viện có tổng cộng 305 máy tính bàn và 167 máy tính sách tay. Sinh viên có thể mượn máy tính sách tay của trường trong vòng 24 giờ. Người dân ở ngoài trường phải đăng ký với thư viện để được sử dụng những thiết bị trong thư viện.
viện không chỉ là nơi đọc sách hoặc học tập thông thường. Bên trong thư viện có rất nhiều chức năng như trợ giúp tìm kiếm thông tin, tài liệu và dữ liệu cho việc học, nghiên cứu, viết luận văn và đề án. Sinh viên có thể mang đồ ăn uống, giải trí hoặc nghỉ ngơi trong thư viện. Khu vực 49 được coi như là trung tâm đổi mới công nghệ. Con số 49 được lấy từ nickname của trường là 49ers. Khu vực này dành cho các lớp làm về công nghệ điện tử. Khu vực Gaming Lab dành cho lớp máy tính khoa học. Khu vực Viz Lab dành cho hội thảo và trình bày về nhân văn số. Khu vực Maker Space dành cho xây dựng những vật thể được tạo bằng tay hoặc in từ máy 3 chiều. Khu vực Easy Video Studio dành cho sinh viên làm những video về phỏng vấn hoặc thuyết trình. Với sự bùng nổ về thông tin và tin tức trên mạng, thư viện hướng dẫn sinh viên cách để tìm những thông tin, kiến thức và tài liệu trên mạng từ những nguồn đáng tin cậy và uy tín. Có nhiều nguồn yêu cầu sinh viên phải đóng tiền hoặc đăng ký thành viên. Chỉ cần dùng website của thư viện, sinh viên có thể truy cập nhanh mà không cần phải đóng tiền hoặc đăng ký thành viên. So what do you guys study? Marketing. So you got freshman or senior? Graduate. Other side of the spectrum. Yeah. I was UNC alumni. Oh, cool. You are? Okay. Yeah. Would you a blogger? Yeah. What did you graduate with? Chemistry and biology. Oh, nice. You're smart. Yeah. No, you're just working hard, you know. What are you doing now? Just try to film about UNC Charlotte. Oh, okay. I have my run with me over there, you know, try to give different view. Yeah, okay. Yeah, you should see this one guy, he's down here playing Call of Duty. He's working now. It's okay, guys. Thank you so much. Yeah. So it's okay, can I record sure. You guys? Yeah. All right. I like that little handle thing. For not shaking. Yeah. That's neat. Gyroscope for it? Yeah. It's a gimbal. Gimbal. Yeah. Nice. All right, guys. I don't want to bother you guys. Good luck to the study. Have a good one. I'm bothering you. Thank you. What do you study? Japanese. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Hajimemashite. Watashi wa kurai samurai. You feel me? I only know Vietnamese and English. Okay, I know Vietnamese too. Oh, really? No, I want to learn it though. Xin chào. That means hello. Xin chào. Yeah. Xin chào. Yep. So you got freshman or sophomore here? Junior. So, what major you got? Liberal arts. Rock? Liberal arts.
liberal arts. She's an exchange student from Japan. Yeah. Oh, so from Japan. I stayed 1 year. Yeah. So how long have you been here? Only 3 months. Oh, okay. So it's still new to you, right? Mm-hmm. So do you adapt to UNC well? Like, do you have trouble about English and understand teacher and classmate? Oh yeah, Japanese. Yeah, it's a time, you know. I have been here for 12 years. Yeah, she's smart though. She's not. No, she's not really strong. All right, guys, I will let you guys study. Okay, you too. It's nice to meet you, right, bro. What's your name? Hip. Hip. Yeah, can I read you your recording? Yeah. Okay. All right. Thank you very much. No, yeah. Bye. Sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi, sinh viên chỉ cần đi vài bước chân đến quầy cà phê trong thư viện để mua bánh ngọt, nước uống, cà phê và những đồ ăn để nạp năng lượng và giúp cho đầu óc thư giãn trước khi quay trở lại học. Hy vọng mọi người thích tập này, đừng quên đăng ký, chia sẻ và like để giúp sự phát triển của Hon Hỷ Chu TV. Hẹn gặp mọi người ở phần 3.